tôi đang ở ban tuyên giáo trung ương. Các bạn vừa thấy là chúng tôi đã chuyển một thiết bị rất là hiện đại để lắp đặt cho phòng ban tuyên giáo trung ương. Đó là hệ thống DeSantis Boss. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi vào trong công trình và xem anh em PCA lắp đặt như thế nào nhé. Xin chào các bạn. DeSantis cho ban tuyên giáo trung ương. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn đi cùng với tôi xem chúng ta có những gì ở trong phòng họp này nhé. Xin mời các bạn. Bây giờ tôi đang nói bằng chiếc micro Bose DeSantis đời mới. Các bạn có thể thấy rằng ở đây tôi nói rất là xa so với cái mic, nhưng mà âm thanh môi trường tôi đang thu trực tiếp bằng máy ảnh đây, bằng máy quay đây, thì các bạn có thể nghe rất là rõ. Âm thanh không bị hú hay bị rội gì cả, nghe rất là đều, nó không gian. Thế được. Ở cái mic này, như tôi đã nói rồi, cái đặc thù của nó là gì? Bạn có thể, khi bạn đứng xa, hay bạn đứng gần, hay bạn có thể đứng chéo một chút, như tôi đang làm đây, thì cái mic nó cũng đều có thể thu được tiếng của bạn. Đây là một tính năng rất tuyệt vời của micro DeSantis đời mới. Và cái này sẽ giúp cho cái người nói chúng ta được thoải mái, được giải phóng cái cơ thể của mình để sử dụng
thêm ngôn ngữ cơ thể trong cái quá trình mà chúng ta hội thảo thuyết trình và tăng cái tính thuyết phục của bài thuyết trình của chúng ta lên đó. Bây giờ xin mời các bạn đi tiếp để xem tôi có những cái gì ở đây nữa. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn đây là loa âm trần. Trong phòng này chúng tôi lắp 6 loa âm trần Yamaha VXC8 với loa bass 8 inch và có loa chép đủ chủng. Đây là một dòng loa âm thanh cho chất lượng rất cao, rất phù hợp với các cái phòng họp với tiếng dày và sáng. Đó, cả 6 chiếc loa. Và bây giờ thì mời các bạn quay về với tủ máy của chúng tôi xem tôi có những thiết bị xử lý gì ở bên trong này. Đầu tiên các bạn thấy những nhân viên của trục chính audio đang cài đặt những cái bước bút cuối cùng cho hệ thống micro descendit để nhận được 20 chiếc mic. Tiếp theo là tôi có một bàn trộn Banaco PM502. Đây là bàn trộn liên công suất với rất nhiều tính năng đặc biệt và sẽ có một lúc nào rất gần thôi, có thể rất gần thôi, tôi sẽ review cái bàn này cho các bạn để các bạn có thể biết được là nó có tính năng như thế nào, những cái gì hay hơn của nó. Ở dưới tủ máy đây thì tôi có một cái bộ điều khiển trung tâm của hệ thống Descentis, một tăng âm để chạy cho loa ở trên tờ ở trên chân. Đơn giản vậy thôi các bạn, không có gì nhiều phức tạp. Và hệ thống này gọi là plug and play, chúng ta cài đặt xong chỉ việc bật lên và sử dụng, giúp cho cái người sử dụng người ta không cần phải quan tâm quá nhiều về cái vấn đề là làm sao để âm thanh của tôi hay, làm sao để nó không bị hú hay là những cái vấn đề kỹ thuật khác, mà người ta chỉ cần sử dụng mà thôi. Để tôi muốn nhấn mạnh với các bạn như vậy. Xin chào các bạn, bây giờ tôi đang test âm thanh của bộ micro hội thảo Bose Descentis với thiết kế mới mang tính đột phá đi kèm với micro siêu ngắn với khả năng thu âm rất mạnh mẽ. Tôi mong rằng sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm mới và những thông tin bổ ích. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho chương trình audio trong tất cả những video về sau. Xin cảm ơn các bạn. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.